Chúng tôi xin kính chào quý vị đến với chương trình của Người Việt Channel. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là thứ năm, ngày mùng 7 tháng 12 năm 2023. Trước nhất là chúng tôi xin kính chúc quý vị có một buổi tối nghe đài thật là thoải mái và sau đó đi ngủ bình an. Và cũng xin chào tái ngộ cùng bác sĩ Ngô Bá Định. Hôm giờ này thì cũng hơi trễ rồi cho nên chúng tôi bỏ chương trình lên. Chúng tôi hy vọng là những người ở các nơi, đặc biệt là ở bên Việt Nam thì xem, chứ còn ở bên Hoa Kỳ thì phải trễ. Chào bác sĩ. Dạ, kính chào chú Hoàng Bách và xin trân trọng kính chào quý khán giả đã từng bước theo dõi cái chương trình của Người Việt Channel, mà trong đó có cháu là một phần nhỏ. Dạ vâng, bây giờ thì chúng tôi thấy bác sĩ định thời gian thì cũng ít. Mà khuya cho nên bác sĩ muốn nói gì cái điều gì đó bác sĩ focus vô vấn đề bác sĩ thảo Dạ luận. vâng, Bác cảm sĩ ơn đối chú với nhắc tôi nhở. Dạ. là cái vấn đề mà bác sĩ chú ý nhiều nhất là Dạ. vấn đề ông Mike Johnson. Dạ Thì vâng. ông Mike Johnson á dự trù tạ sau ông đòi truy tố ông Joe Biden, và đây là cái đòn của là đánh quả mù của phía Cộng hòa MAGA. Cũng như là lát nữa đây thì bác sĩ sẽ nói là bên nhà Cali của bác sĩ đó là ông Kevin McCarthy đó, cuối tháng 12 này Dạ ông vâng. trời, tức là ông chán ngán, nghĩa là bỏ cuộc chơi, nghe, bỏ cuộc chơi, bỏ không không bỏ cuộc chơi, bởi vì cuộc chơi đấy đối với bạn bè những người đồng nghiệp đó phản bội quá thành ông bỏ cuộc chơi. Bây giờ thì mời bác sĩ. Cháu nghĩ là ông Mike, quý vị nên nhớ nhá, ông Mike Johnson ông chỉ muốn vote vào thứ, có thể cháu nhớ ông làm thứ năm tuần tới để mà coi coi cái vấn đề mà tiếp tục có điều tra và vấn đề mà làm ăn buôn bán của Biden với lại gia đình con cái với lại Trung Quốc gì đó vào cái thời mà ông làm phó tổng thống đó chú, là có tiếp tục inquiry không, có tiếp tục điều tra hay không, chứ chứ còn không phải là cái vote để mà quyết định sẽ là luận tội tổng thống Biden, không phải là để coi có cứ tiếp tục hay không. Mà cháu nghĩ là chỉ cần ba người trong đảng Cộng hòa đó chú, tức là chỉ cần bây giờ Cộng hòa là 221, bây giờ ba người mà không không bầu là yes để mà tiếp tục mà thẩm tra điều tra cái việc mà buôn bán làm ăn trong gia đình của tổng thống Biden đó, với lại người con đó, thì nó sẽ không tiếp tục, nó sẽ ngừng lại. Cho nên là cái vote để coi có tiếp tục hay điều tra hay không, còn cái chuyện mà sau đó là còn phải là vote để mà có impeach hay không, thì cháu nói là theo cháu được biết đó, nếu mà một lúc nào có đầy đủ bằng chứng đó, thì bản thân cái người chủ tịch của Hạ viện đó là ông Mike Johnson, ông có quyền impeach, tức là luận tội tổng thống Biden mà không cần phải có cái vote gì hết trơn đó. Còn cái vote của tuần tới đó để coi có đồng thuận hay không, là nhất là 210 18 người trở lên là phải đủ đồng ý là tiếp tục thẩm tra điều tra cái vấn đề làm ăn buôn bán của Biden lúc mà ông còn làm phó tổng thống. Chú thấy đúng ra đó, để mà luận tội một người tổng thống, cháu nghĩ là luận tội lúc mà người đó đang làm tổng thống phải không ạ? Chứ mà làm cái thời mà những thời trước đó mà ổng chưa có làm cái nghề, cho làm cái chức vụ nào đó mà đi luận tội cái lúc đó, thì cháu thấy nó không được chính xác, chính danh và hợp pháp và hợp lý cho lắm. Mà cháu không biết tại sao, chắc là có cái lý do cơ sở pháp luật trong đó mà hiện giờ cháu chưa có đọc thấu hiểu cái chi tiết cho nên không dám nói. Thì mình cứ giả định là có thể đi bất cứ những cái tội trong quá khứ bao nhiêu năm về trước, không nhất thiết là phải trong thời kỳ người đó đang ở cái tại vị tổng thống, nhưng mà đã làm tội gì trong quá khứ đều có thể bị moi ra và có thể bị luận tội hết. Thì quý vị nên nhớ, theo tôi đoán tuần tới ít nhất cũng có ba người đảng Cộng hòa là sẽ không đồng ý tiếp tục luận để mà tiếp tục mà điều tra để mà có thể luận tội tổng thống Biden. Thì những người đó có thể là Kevin McCarthy, tức là sẽ vắng mặt. Cái thứ hai nữa là Ken Buck là chắc chắn là không muốn điều đó. Thứ ba là ông Grassley, và ông cháu nghĩ hay là bà Susan Collins hay là cái bà nào đó, có thể là cháu nhớ không lầm là bây giờ nhất thời quên tên này, ít nhất là cháu nhớ không lầm như là bốn năm người mà cháu nghĩ là
họ rất là chán ngán cái vấn đề mà, tức là cái chuyện không có gì, ông Trump là bán nước hại dân, cái vấn đề mà muốn lật đổ cái quả bầu cử để trở tại vị thành một nhà độc tài, những cái chuyện mà nó rất là vi hiến mà cũng kẻ độc tài mà muốn làm những chuyện mà mưu mô gian xảo như vậy. Còn cái này á, vấn đề mà ông Biden là bán nước cho Tàu mà cái giá tiền là 1.380 đô mà một tháng mà 3 tháng. Cháu không nghĩ cái chuyện mà người con mà lúc có thời kỳ đang phải chiến đấu là cái cơn vật vã mà nghiện thuốc đó, không có tiền mua xe đó, là phải mượn tiền của ông Biden mà phải trả cái tiền mà cái kho đó mà 1.380 đô một tháng, mà có 3 tháng là nó ngừng rồi. Cháu không nghĩ một người bán nước Mỹ mà chỉ có cái giá 1.380 đô mà trong 3 tháng như vậy bán nước Mỹ là phải cả tỷ, mấy trăm tỷ luôn à, phải bao giờ, thật là để cứu mình thoát tù trốn tội. Thì Donald Trump á, chắc chắn là bán nước Mỹ cho Putin hay bán cho bất cứ ai là hắn ta bán liền để mà thoát tù trốn tội, hay là vì lợi ích cá nhân là Donald Trump, Benedict Donald Trump sẽ bán ngay tức khắc. Ông Biden không phải là người như vậy. Ông là sống chết với nước Mỹ này gần 50 năm rồi. Ông là người công giáo. Rồi, thì cháu nghĩ là tới tuần tới mình sẽ, cháu không nghĩ là cái chuyện mà tiếp tục điều tra để mà bước một tới là luận tội ông Biden đó, điều đó cháu không nghĩ là xảy ra. Cho nên quý vị không nên lo lắng quá. Vâng. Đó. Thì Mike Johnson cũng nói như vậy. Cái vote của tuần tới là để xem có tiếp tục điều tra hay không, chứ không phải là cái vote tuần tới để mà có luận tội ông Biden hay không. Nhưng mà bên Nhà Trắng họ nói là cười cười khẩy, chế giễu. Cái chuyện to lớn trước mắt là cái chuyện mà Ukraine, cái chuyện chiến đấu với Putin, như cái bọn mà Iran khốn khỏa khốn nạn, những bọn mà Hezbollah, hay là cái bọn mà giết người không gớm tay mà dùng người Palestine làm lá chắn, à, cái bọn mà Hamas đó, đó. Cái chuyện to lớn như vậy, cái chuyện kinh tế đất nước, cái chuyện bầu cử trước mặt, cái chuyện mà súng đạn chết người, cái chuyện mà thai nghén này nọ đó, luật phá thai này nọ, những cái chuyện to lớn này là những chuyện mà sắp sửa là tháng 1 này phải không chú, là vấn đề mà phải có ngân quỹ mà để mà cho cái chính quyền tiếp tục làm việc. Đó. Những cái chuyện mà to lớn mà không lo, đi lo cái chuyện mà làm sao moi ra được cái đó là từ cái đề mà cái, khi mà đã qua Mar-a-Lago Mike Johnson rồi đó, đã gặp Donald Trump, Donald Trump nói là phải làm, Donald Trump bây giờ là đằng sau có ủng hộ của Putin này nọ đó, là nó nắm cái đám da trắng mà bạch bào thượng đẳng mà cực hữu mà cực đoan mà tham súng mà sợ sự thật, cái đám mà nó gọi là Christian nationalist, bọn bọn mà dân túy mà bài ngoại đó, không thích những người di dân da màu mà đến trước nó, chúng muốn đóng cửa khóa border lại, border không có cho di dân tị nạn chính trị con khỉ gì không cần thiết, mày là da vàng hay là mít hay là mận hay là ổi hay là bên Muslim ban chứ nhau, đã bảo trong mà nó muốn ban Muslim hoàn toàn không cho vô nước Mỹ luôn mà. Thì đám cái đám Mỹ trắng bạch bào thượng đẳng mà cực đoan cực hữu mà cực cùng kỳ thị mà tham súng mà sợ sự thật đó, cái bọn mà nationalist, Christian nationalist, bọn nó không cần biết anh là ai, đó là trong nói gì nó phải làm cái đó. Nếu mà nước Mỹ không được Putin làm tổng thống là tụi nó tiếc lắm rồi, nếu mà người khác mà thay cho Putin làm tổng thống nước Mỹ là Donald Trump là tụi nó chấp nhận liền. Cái đám Mỹ trắng mà cực hữu, cực đoan mà cực cùng kỳ thị này, nó không có cần biết anh là ai, không cần biết Trump là lai, không cần biết vì Trump mà tụi nó đai chết nhục nhã bọn. Tại vì cái bản tính tiểu nhân bỉ ổi mà đê hèn mà đốn mạc của Donald Trump á, là làm sao trả thù. Cái đám cái quý vị đọc psychiatry đi, cái tâm lý học, tâm thần học, người mà bị bệnh narcissism á, quý vị mà đụng tới họ một á, họ phải trả đũa lại 10 ngay tức khắc liền. Họ không thích ai mà tấn công mình đó, không thích ai mà nói dèm mình, nói xấu mình, chê bai mình đó. Quý vị gặp một cái người mà narcissistic personality, cái người narcissism mà bọn độc tài ái kỷ đó, không bao giờ biết xin lỗi đó, lúc nào cũng nghĩ mình chơi, muốn chơi trên đầu trên cổ người ta, lúc nào cũng nghĩ là mình là thượng đẳng, lúc nào cũng nghĩ mình có cái thẩm quyền, title, entitled hơn người khác, thẩm quyền phải không chú? Vâng,
có cái tức là thượng đế sinh ra họ là họ phải chơi cha chơi trên cổ, người ta phải phục họ, học phục vụ họ. Những kẻ đó đó nó ít bây giờ xin lỗi lắm, những kẻ đó mà nó rất là thù dai, cái đứa nào mà đã xúc phạm tới nó rồi nó không trả thù ngày hôm nay nó sẽ nuôi hận đến 3, 4, 5 năm sau trả thù. Trên vấn đề mà làm sao mà cũng phải làm xấu mặt ông Biden, hắn ta đã bị luận tội 2 lần, trốn lính 5 lần, trốn thuế 10 lần, trốn vợ đi chơi gái, rồi trốn xuống hầm băng ke để mà trốn biểu tình ôn hòa đó, rồi không biết có đọc cầu nguyện lời lời Chúa hay không mà cầm thánh kinh là cầm ngược, cái tay không bao giờ đi. Cái người mà bất nhân vô đạo đức mà đốn mặt bỉ ổi mà đê hèn mà đê tiện, cái đứa mà ti tiện thù dai thù vặt, nó không bao giờ bỏ qua cái chuyện mà trả thù ông Biden. Cho nên Mike Johnson đó, mà là con chó săn của Donald Trump, mà Donald Trump là con chó săn của Putin đó, là gọi là lap dog rồi chứ, là nó phải làm cái gì. Putin nó nói mày phải luận tội Biden cho tao, là Mike Johnson nó về nó phải tìm cách liền, hiểu thêm. Cho nên cái vấn đề đó là Donald Trump giống như là thiên sứ, giống như là thủ lãnh đại ca vậy đó, tinh tú lão quái vậy đó, nó giống như là Al Capone đó. Đó là El Chapo của đám mafia băng đảng của tụi Mỹ, bạch bào thượng đẳng Mỹ trắng mà tham sống sợ sự thật, cái đám mà cực đoan cực hữu cực cùng kỳ thị, nó không thích người di dân da màu, không có di dân thì đàn, không có người ôi miễn là da màu, trên cái đám da màu những người bệnh nhân của cháu, con cháu với những người mà đảng viên mà nắm chức vụ bên Việt Nam, nhớ về cháu nói hơi ra lời chứ họ cũng nói thẳng với cháu, xin lỗi bác sĩ, xin nói thẳng luôn, nếu mà chúng tụi cháu mà lấy vợ lấy chồng ở đây mà vào là công dân mà đi bầu, tụi cháu phải bầu cho người nào mà giúp cho bố mẹ cháu giữ vững cái địa vị bên đó à, thì thường thường là những người là phải người độc tài, tại vì người độc tài nó mới giúp cho bố mẹ cháu tiếp tục làm chùm ở bên Việt Nam. Cái đám mà bên Ả Rập Saudi này nọ đó, đó Middle East chú, cha mẹ anh em nó mà làm độc tài mà là vương quyền ở bên nước đó đó, nó chỉ muốn bầu cho cái đứa nào mà nắm quyền nước Mỹ đó mà có lợi cho gia tộc của nó thôi, gia đình cha ông chú bác của nó đang làm ông này ông kia ngồi trên đầu trên cổ mà bóc lột người dân ở bên kia, bên đất nước ở nước nhỏ bên kia thôi, thì nó nói thẳng với cháu luôn, xin lỗi bác sĩ, nếu mà bầu tụi cháu cũng phải bầu cho cái người nào mà giúp cho gia đình tụi cháu à. Họ xin nói thẳng là như vậy luôn đó. Cho nên Mike Johnson đánh những cái chiến dịch làm giảm uy tín ông Biden mà lấy những cái phiếu ông Biden. Cho nên nhưng mà cháu nghĩ điều đó không xảy ra, tại vì có những người Cộng hòa ít nhất là 3 người, chỉ cần có 3 người tuần tới thôi mà nói là cái chuyện này là chuyện ridiculous. Trong cái bài báo Bạch Cung đó chú, nói là cái này giống như cái boomerang này chú, boomerang Việt, cái tiếng Việt Nam là gì ạ? À? Là con dao 2 lưỡi vậy đó. Nếu mà cái tụi Cộng hòa này á, mà muốn tìm cách mà luận tội ông Biden, cuối cùng điều tra không ra gì á, nó giống như là cái tát nước mà dội ngược thẳng vào mặt, giống như cái boomerang là cái gì chú, cái không biết gì cơ, tiếng Việt Nam là gì, giống như như mình thảy đi mà nó quay ngược lại mình đó, Phản hồi lại. đâu cái phản hồi là vâng, thì giống như là gậy ông đập lưng ông rồi chú, mình muốn hại người ta mà hại không được, hóa ra trở lại nó hại mình, tại vì cái đưa ra cái sự bỉ ổi đê tiện mà làm những con chó săn mà phải phục vụ những cái lời mà đốc thúc giám đốc của Donald Trump. Donald Trump nó lúc nào cũng muốn muốn impeach ông Biden, đã Nga hắn ta đã nói thẳng ra trên đài truyền hình TV trên thế giới và trên quốc gia biết, mà có trong cái bài báo à, hắn ta muốn, tức là nếu mà không impeach luận tội Biden đó, thì đất nước chúng ta sẽ mất hết. Hắn ta nói một cái câu nó na ná nhưng mà something to the effect of như vậy à, đó. Cho nên cháu đã viết một cái bài mà có nói về cái người đứng đằng sau để mà tìm cách mà để mà truy tố mà luận tội tổng thống Biden là Donald Trump. Trên Mike Johnson là cái con chó săn của Donald Trump thì Mike Johnson phải làm thôi, nhưng mà vấn đề cháu nghĩ tuần tới sẽ không xảy ra đâu chú. Và cái vấn đề có nhiều người, cháu xin nói này nhanh nha, nhiều bà con cô bác nói về Mike Johnson, nếu mà tổng thống Biden đắc cử đó thì Mike Johnson sẽ làm gì để mà ngăn trở cái vấn đề tổng thống Biden sẽ tiếp tục làm tổng thống, tại vì Mike Johnson là cái đứa mà đứng đầu chủ mưu trong vấn đề mà kêu gọi mọi người ký
Và trong cái email đó kêu gọi mọi người đứng trên cái lá đơn mà đi kiện lên trên tòa án liên bang và trên tối cao pháp viện để mà không có chứng nhận cái kết quả, nói là kết quả bầu cử của Biden là bị gian lận đó. Chú nhớ không, là Mike Johnson là cái thằng đứng đầu cái vấn đề này, mà hắn ta nói những lời giống như mafia mà vừa vừa đánh vừa vút. Ngài the botus tổng thống Trump muốn biết là mấy anh trả lời yes hay no trong vấn đề mà cùng đứng tên trong vấn đề cái bản thư kiện đưa đến tối cao viện để mà không có chứng nhận kết quả bầu cử ông nói là người ta phải làm. Và tối cao pháp viện thấy cái kê đó là dục liền, vô lý, mấy trăm năm nay là mình có chuyện mà cái kết quả nó rõ ràng như vậy mà mình kháng kháng kiện đến tối cao viện này người ta dục liền tại chỗ là nô liền. Cái đám nó hình như là 114, mà có lần năm đó cháu nói là 114 mà côn trùng lương sinh bạc phải không chú, một rồi Dạ. sau đó cộng thêm nữa là 149 phải không, Vâng, bây giờ 149. thì bây giờ Rồi thì mình Mike Johnson, cháu nói thì nếu mà Biden mà thắng năm 2024, Mike theo cái Electoral Recount Act đó, tức là cái đếm nghị chi đoàn mà hai bên đều đồng thuận đó, Cộng hòa với Dân chủ đồng thuận, là cái người mà phó tổng thống chỉ có tính cách thủ tục đến mà chứng nhận cái kết quả đã cuộc bầu cử quốc gia như thế nào là chứng nhận đó thôi, chứ không có được quyền mà nói người này làm tổng thống, người này không được làm tổng thống, không có nói order gì hết, chỉ có việc tới đó để mà certify là chứng nhận cái kết quả bầu cử thôi, có tính cách mà thủ tục thôi, thông lệ thôi, chứ không có làm cái chuyện gì khác. Cái điều đó nó thành luật rồi chú, là hai lưỡng đảng đều, chú nên nhớ là đảng Cộng hòa nó cũng sợ nếu mà ông Donald Trump mà thắng năm 24 đó thì bà Kamala Harris chú có thể là nếu mà giống như ông Mike Pence mà có thể nói là không được, cái người tổng thống là người này chứ không phải ông Trump đâu có được, cho nên Cộng hòa nó cũng lo sợ vấn đề đó, cho nên hai đảng đều đồng thuận trong vấn đề đó, nó gọi là Electoral Recount Act. Thì cái vấn đề đó là người đó là người phó tổng thống chứng nhận là bà Kamala Harris chứ không phải là Mike Johnson. Mike Johnson có thể làm được những chuyện sau đây: Mike Johnson sẽ tập trung được 20% của Hạ viện và Thượng viện 20% để mà lập ra cái cuộc bầu cử, coi coi cái kết quả bầu cử có đáng nghi ngờ vậy mà thưa lên tối cao pháp viện hay không. Thì sau khi mà được 20% của Quốc hội, Hạ viện và Lưỡng viện luôn đó, rồi sau đó phải họp lại, phải đồng thuận, phải là majority là 51% của Hạ viện và Thượng viện luôn đồng ý, thì lúc đó mới cái kết quả bầu cử mới là bị đáng nghi ngờ và phải đem lên đưa thư lên tòa liên bang và tối cao phê viện để mà kháng án, để mà coi cái kết quả bầu cử đó. Thì chú nên nhớ nha, Thượng viện là Senate đó, gần như chắc chắn là Dân chủ sẽ nắm nắm đa số phải không ạ? Thì làm sao mà Mike Johnson kiếm được cái đa số của Thượng viện và Hạ viện để mà không chứng nhận kết quả bầu cử nếu Tổng thống Biden năm 2024 thắng. Cho nên cái chuyện mà nhiều người nói Mike Johnson tại vì trên Messenger, trên Facebook, trên Twitter, ad cho chú, email cho chú, họ gửi cho cháu, họ nói là lo sợ quá Mike Johnson. Cái điều này đó, đến vào năm 24 đó, mà Tổng thống Biden thắng, nó sẽ tìm mọi cách để mà giống như năm 2020 rồi chú, nó đã làm một lần, nó sẽ làm lần nữa. Nó phải theo lời quan thầy thôi. Nhưng mà cháu nghĩ Mike Johnson sẽ không làm được, tại hắn ta không phải là phó tổng thống. Hắn ta phó tổng thống mà certify điều đó. Rồi hắn ta chỉ phải kiếm được 20% của hai viện để mà tổ chức cuộc bầu cử. Bầu cử phải trên 51% hai viện luôn. Lúc đó mới nói đến cái chuyện là cái kết quả bầu cử có được chấp nhận hay không. Nó cái đường nó dài lắm, cho nên quý vị đừng có lo là Mike Johnson sẽ làm những chuyện này. Nhưng mà Mike Johnson sẽ làm theo những gì mà quan thầy là Donald Trump này, Putin làm, là sẽ yêu sách để mà được cái túi viện trợ cho Israel hay là cho Ukraine đó, thì ông Biden phải làm những này làm cái kia, vấn đề mà phải border, cái vấn đề mà cái biên giới đó chú, biên phòng đó chú, hoặc là vấn đề mà ngân sách ngân quỹ quốc gia này đó đó, hay là cái đó nó phải có sự thỏa hiệp hai bên mà họ không biết. Rõ ràng là nếu mà trong Thế chiến thứ hai đó nước Mỹ phải đem chết bao nhiêu trăm ngàn quân ở bên châu Âu chú theo, nếu mà ngay từ lúc đầu đấy mình chặn thằng Hitler ngay từ đầu đó thì nước Mỹ đâu phải chết bao nhiêu người đó mà phải mang quân bên châu Âu mà đánh là tụi Hitler với lại tụi Ý như vậy, Mussolini như vậy.
Thì bây giờ cũng vậy, nếu mà Ukraine mà thất bại đó chú, thằng Tàu sẽ quậy ở bên Nam Á, Đông Nam Á. Chú thấy không? Mà Ukraine mà thất bại thì nước Mỹ phải đem quân lính, những đứa con của người công dân Mỹ phải qua bên châu Âu để bảo vệ cho NATO, chú thấy không? Thì bây giờ tại sao người Ukraine người ta có thể thắng được thằng thằng Putin, mà người ta đang trên đà đó có những cái phần thắng và người ta sẵn sàng chết cho quốc gia của ta, mà chết cho là tiền đồn cho cái thế giới dân chủ tự do nhân quyền mà nước Mỹ là nước đứng đầu. Đó, chú thấy không? Thì bây giờ Mike Johnson nó sẽ tìm cách làm sao cho cái gói mà viện trợ cho Ukraine ở Israel đó, hay là Bộ Quốc phòng này nọ đó, hay là còn một cái thứ ba là gì chú? Bây giờ Mình thì xin phép bác sĩ để mình tóm tắt lại để cho bạn chúng ta sẽ sau. làm mọi cách để mà cho ông Biden phải đi vào cái thế mà tấn thối lưỡng nan, À. nếu mà ký là phải sẽ mất phiếu. Trên cái chiến dịch toàn cầu của thằng Putin đó, Donald Trump á, Donald Trump Putin là quan hệ sư đồ mà sống chết Bằng cộng, cộng đồng sinh cộng tử với nhau, hai đứa đó nó phải đồng sinh cộng tử với nhau. Donald Trump mà thắng đó là coi như tụi độc tài trên thế giới nó thắng. Donald Trump mà thua thì cái thế giới tự do vẫn còn có thể có cơ hội. Xin mời chú ạ. Dạ vâng, bây giờ thì mình tóm tắt lại để cho quý khán giả chúng ta có một cái nhìn chung đó. Sở dĩ Mike Johnson là ai? Thì Mike Johnson là đồ đệ hay là đệ tử của Trump. Và cái đảng Cộng hòa bây giờ không còn là Cộng hòa nữa mà đảng của Trump. Cho nên muốn làm theo ý của Trump. Thứ nhất là mình phân biệt việc tại sao Mike Johnson muốn truy tố. Đó là dưới cái áp lực của ông Trump và dưới cái áp lực của Cộng hòa MAGA. Bởi vì ông Trump đã bị luận tội hai lần. Mặc dù em biết hai lần không đạt kết quả là trục xuất ông ta, nhưng mà vì lên thượng viện không được, nhưng mà cái di sản đó nó nằm trong sử sách, nó nằm trong ảnh xấu, có cái điểm xấu. Cho nên trước đây đó ông yêu cầu là ông Kevin McCarthy đó phải đưa ra hạ viện để quá bỏ cái luận tội của ông đi để đừng có trong di sản. Nhưng mà ông này ông cũng tệ lắm, ông giấu cho nên ông không biết. Thật sự mà nói đã đi vào lịch sử rồi thì cái di sản nó đi mỗi ông một triều đại của 45 là vô rồi triều đại 46 chứ đâu phải bỏ. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó, họ biết là có luận tội đi nữa đưa lên thượng viện cũng không thắng, nhưng mà họ vẫn tiếp tục luận tội. Bởi vì cái mùa bầu cử tới họ muốn đánh quả mù. Ông Trump cũng bị luận tội thì ông Biden cũng luận tội, không có gì lại lại khái vậy. Họ biết rất là rõ ràng cho tới bây giờ thì họ nói là cái luận tội đó không không đủ yếu tố. Mà trước đây ông Kevin McCarthy cũng muốn luận tội nhưng mà ông nó không đủ yếu tố. Rồi anh Mike Johnson cũng nói luận tội nhưng mà ông nói là bây giờ thì chưa có đủ yếu tố, mà bây giờ mình để làm chuyện khác. Nhưng mà dưới cái áp lực của đám MAGA cho nên họ luận tội. Họ luận tội thứ nhất là để đánh quả mù với với cử tri, là bên nào cũng vậy, đánh quả mù cho nên bên nào cũng xấu hết, không có gì hết. Đó là cái điều của Mike Johnson. Bây giờ luật sư có nói Thôi, không có bằng chứng, không có chứng cứ, nhưng mà cứ nói lên để mà trước sau thì có người ta nghi ngờ đó chú, cứ là đánh nói bóng nói gió đó, để cho dù sự thật như thế nào, bằng chứng chưa ra tòa kết xử như thế nào, nhưng mà nó đã có cái tiếng xấu trong đó để đúng mà rồi. nó câu view câu phiếu. Chỉ cái đó, những cái đoàn trong, cháu nghĩ trên có khoảng trình trên trên dưới 10 cái mặt trận mà đám độc tài phát xít mà Putin, Tập Cận Bình, Kim Jong Un, Khomeini, hay là tụi Lukashenko hay là tụi Viktor Orbán này đó, cái đám độc tài đó, có thể Bin Salman nữa, nó muốn làm sao mà Donald Trump thắng, để mà Donald Trump sẽ kéo những cái phiếu mà của ông Donald, ông Biden nó không đủ 270. Khi mà ông Biden không đủ 270 phiếu cử tri đoàn hay bất cứ trên cái vấn đề mà bà Liz Cheney, ông Mitt Romney mà lấy phiếu của Donald Trump không quan trọng bằng những cái phiếu mà người đám Ả Rập Muslim đó, hay là cái đám progressive, cái đám mà cấp tiến mà tuổi trẻ bây giờ đó, nó đang bực bội ông Biden trong vấn đề mà biên giới, biên phòng và những người di dân tị nạn và những người mà Palestine với lại Hamas đó chú, nó bực lên đó, nó không bầu thì không có ai đủ 270 lá phiếu cử tri đoàn, thì hạ viện nó sẽ bầu tổng thống, thượng viện bầu phó tổng thống, Bác sĩ hạ viện đừng bầu tổng thống, thì lúc đó là ông Trump sẽ làm tổng thống đó chú. Đừng có lo hiểu. chuyện đó. Thứ nhất là Mike Johnson chưa chắc đã bền, đã kéo dài tới năm 2024. Mike Đơn Johnson chỉ là giản một trong những đó viên mặt trận thôi chú là ạ. nếu mà ông đưa ra cái ngân sách này mà ông phối hợp với dân chủ đó
liền bắt gác là một Marjorie Taylor Greene sẽ đưa ra tố ông lật đổ ông, cho nên chưa chắc đã lâu dài được. Và chắc chắn trong cái ngân sách này ông phải phối hợp với dân chủ, bởi vì Cộng hòa không đủ với tốt số. Đó là cái yếu tố thứ nhất để quý vị thấy cháu, là cháu nghĩ nếu mà cháu là đám MAGA mà extreme, cái đám Freedom Caucus là đứng đầu là thằng mà Scott Perry đó, cái thằng mà đã từng khen Putin mà binh gật Putin 3 lần trong một tháng đó, mà ở trên đài Fox News, mà Scott Perry là cái thằng mà nó chủ mưu trong vấn đề mà chế tạo những đám mà cử chỉ đoàn. Chú biết là Wilkinson bữa nay đó là 10 người cử chỉ đoàn giả đó, bây giờ đứng ra nhận tội là chúng tôi là cử chỉ đoàn, chúng tôi bị lừa, chúng tôi mà chúng tôi đã ký rằng chỉ khi nào mà tối cao pháp viện chuẩn thuận là cái là những cử chỉ đoàn mà chính tông đó là những cử chỉ đoàn không hợp pháp, thì lúc đó chúng tôi mới thay thế cho những cái cử chỉ đoàn đó. À, họ nghĩ là không có tội, tại vì họ cũng khôn lắm, họ ký cái tờ giấy đó nói là chỉ khi nào mà tối cao pháp viện hay tòa án liên bang đã chứng nhận là 10 người ở Wisconsin đó mà cử chỉ đoàn mà chính thống đó là không có hợp pháp hợp hiến, thì lúc đó chúng tôi mới là cử chỉ đoàn để mà thay thế, chứ họ không phải là chúng nói là chúng tôi là cử chỉ đoàn cho nói tôi đã biết lỗi rồi, chúng tôi là người sai người giống, thì những người đó tiếp tục là Nevada bữa nay là 6 phải không chú, bên kia là 10 bên đây. Thì tất cả là 7 tiểu bang chiến địa mà có những cái tiểu chi đoàn mà giả đó chú, tự có Kenneth Jastrow đó, hắn ta là người đứng ở trong cái tòa án đó để mà làm nhân chứng, là ổng là người mà đưa ra chế ra những cái người mà cử chi đoàn giả để mà lật đổ kết quả bầu cử. Thì có Kenneth Jastrow đó mà ở Nevada ổng sẽ cũng xuất hiện luôn, ở Wisconsin đã xuất hiện rồi, có ông đó trong cái tòa đó, thì những người đó từ đây họ sẽ phối hợp lại chính quyền tòa Bạch Ốc và Bộ Tư pháp để mà nói cho dân chúng Mỹ biết là chúng tôi đã làm bậy làm bạ, chúng tôi đã bị lừa, là để mà thay thế cho cử tri đoàn thật, để nói phối hợp, họ sẽ tiếp tục phối hợp đó để mà lộ ra cái tính cách mà gian manh điếm đàn mà nói không phải là mưu mô mà mất dạy của thằng John Eastman. Mà thằng John Eastman nó có những cái quan hệ bất chính với Putin, nước Nga, với lại với tụi Viktor Orbán đó chú. Cái cách mà ăn gian vào cuộc bầu cử, tụi nó có một cái cuốn sách của âm trên kinh, cái cookbook của nó, ăn gian là mà từ cái cấp ở dưới mà county cho đến state cho đến bộ tư pháp cho đến quân đội cho đến tòa tối cao pháp viện trên tòa án liên bang cho đến ông phó tổng thống, những gì nước nước cái chiêu thức tụi đó tụi có còn trong cuốn sách hết. Cho nên nhưng mà rất may nước Mỹ chúng ta là không có bị cái đám mà độc tài phát xít này nó hãm hại. Cái chiêu cuối cùng của nó là khai chiến nguyên tử lại China đó chú. Bây giờ khi thì khi như vậy đó là đó làm Trump sẽ vận tải, vì thì trở lại vấn đề này thì Mike Johnson chỉ là một trong những cái chiến lược, những cái đòn thù mà đánh vào ông Biden phải làm mất phiếu ông Biden. Cái đòn thù đó là Hamas này, một trong những cái đòn thù đó là Hamas và Israel chú. Chiến tranh tiếp tục kéo dài. Putin mới vừa đi thăm Ả Rập Emirates với lại Ả Rập Saudi đó. Đúng nó rồi. Sẽ khuyến khích tụi này làm sao mà kêu gọi những cái đám mà tay chân của mày ở bên nước Mỹ này đó, để mà nó mở lên những cái mặt trận mà lấy phiếu của đó là của ông Biden đi, tức là những đứa mà Muslim Ả Rập ở bên đây đó, nó sẽ kéo nhau, nó biểu tình, nó quyết định tẩy chay, sẽ thề sẽ không bao giờ đứa nào mà bỏ cho ông Biden là bị tụi nó có thể là xử bắn và là ám sát chết luôn. Chuyện này nó làm lớn lắm chú. Cháu nghĩ là Putin vừa rồi đi Ả Rập Emirates là Ả Rập Saudi là để mà nói tụi nó phải tăng cường cái chiến dịch disinformation và xúi dục những đứa mà Ả Rập Muslim ở nước Mỹ này nè, để mà nhất quyết không bầu cho ông Biden. Chắc chắn là tụi nó không bầu cho Trump, nhưng mà khi mà cái chuyện nó không quan trọng, nhưng mà Biden không đủ 270 phiếu là Donald Trump sẽ được Hạ viện nó bầu làm tổng thống. Quý vị nên nhớ điều đó và thông báo cho người người biết. Dạ người, vâng. người không biết. Bây giờ thì bác sĩ đừng quan tâm, bởi vì từ đây cho tới tháng 11 sang năm đó, cái diễn biến nó dồn dập và cái vụ án của Donald Trump đó nó cũng dồn dập. Và bây giờ người ta báo động là cái đảng của Trump nó chưa chắc đã tồn tại lâu, bởi vì những người Cộng hòa chân chính họ cũng chống. Cho nên đừng có vội là mình nói rằng là Trump thế này, Trump từ đây tới đó nó khác, mà Mike Johnson chưa chắc đã tồn tại được lâu. Bây giờ cho có một câu hỏi với bác sĩ đó, là bây giờ cái sự ra đi của ông Kevin McCarthy, bởi vì ổng đã làm việc 17 năm trong đảng đảng và cũng là dân biểu khá lâu, là một người ở Cali, thì ông cũng là một người có khả năng gây quỹ cho đảng Cộng hòa nữa, nhưng mà tại sao ông ra đi? Bây giờ bác sĩ có thể phân tích, bởi vì những người đồng đảng đó dùng những cái lời lẽ miệt thị nhau, chống đối lẫn nhau, ví dụ như Matt Gaetz,
tìm cách rút vé của ông, mà trong cái chính sách phải phối hợp với dân chủ để làm việc cho lưỡng đảng, thì họ đưa ra cho nên cái sự thất bại ê về của Kevin McCarthy, một người làm tới chủ tịch mà bây giờ đó bạn bè ở trong đó những người đồng nghiệp đó coi nhau như chó với mèo, thì ông đâu có thiết tha, cho nên ông đã bỏ và ông tuyên bố ông sẽ rời rời về về hưu vào cuối tháng này, tức là còn lâu quá, bữa nay là mùng bảy rồi, còn gần 3 tuần nữa. Thì sau đó cái sự bỏ phiếu đó chưa chắc đã đảng Cộng Hòa đã có thế thắng, bởi vì mất như hai người rồi, Rod DeSantis là bị trút vé nè, rồi ông Kevin McCarthy ra đi nè, rồi một người nữa là ông Patrick và ông này thì bây giờ sẽ rời đi, là ông được một cái trường đại học mời ông dạy và làm trong cái chức vụ trong trong cao cấp ở trong đại học, cho nên ông cũng rời đi. Như vậy là Cộng Hòa sẽ mất 3 phiếu, bác sĩ thấy không? Thành cái vấn đề nó bấp bênh lắm, và trước mắt đây còn vấn đề ngân sách, rồi vấn đề biểu quyết nhiều đạo luật đó của Ukraine, mà nếu viện trợ cho Ukraine, viện trợ cho Do Thái đó thì phải phối hợp, mà phối hợp đó, thì Mike Johnson không có bệnh đâu, sẽ bị trút phế nữa. Bây giờ xin bác sĩ phân tích về tại sao cái sự ra đi của Kevin McCarthy sẽ mang cái tai hại gì cho đảng Cộng Hòa. Hiện tại họ rất là mỏng manh, họ chỉ hơn dân chủ có mấy phiếu, bây giờ 3 người ra đi nữa thì cũng còn thêm cái khó khăn nữa, thưa bác sĩ. thế ông Mike Kevin McCarthy ông ra đi đó thì thượng viện không Hạ viện Kevin McCarthy là dạ và hạ viện thì họ phải chờ đến tháng 2 mới bầu chú vâng chứ chứ ông thống đốc chỉ có được đề bạt nếu mà người đó là thượng nghị sĩ thôi, cái này ông không phải là thượng nghị sĩ, ông là dân biểu cho nên phải chờ đến tháng 2 đó nó mới bầu cái người mà thế cho ông McCarthy, thì cái khả năng người đó là người mà dân chủ thay thế cho một cái ghế cộng hòa đó, nó có khả năng là có cái chance thêm thôi, thì cái đó cái chance đó bao nhiêu phần trăm mình không biết, thì tùy theo cái vấn đề mà vận động tranh cử. thưa bác sĩ, là tháng 2 đó là bầu lại ông Rod Santos. Thường thường khi một dân biểu mà nghỉ trục xuất đó thì ít nhất là từ 70 ngày tới 90 ngày, tức là khoảng 2 tới 3 tháng đó, thì họ sẽ set up cái cuộc bầu cử tạm thời. Vậy là ông kia mà tây có thể tháng 4, tháng 3, tháng 4 luôn hả chú? Tháng 4 thì ông Kevin McCarthy. Vâng, đó thì lúc đó mình có lúc là bên dân chủ có khả năng thắng một ghế dân biểu, mà trong khi cái số mà chọi hơn của dân biểu Cộng hòa đó hình như có mấy ghế, 8 ghế phải không chú, sáu Hiện tại ghế thì nó có 222 mà bây giờ nghỉ hết 3 người rồi, còn khoảng 200 219 à. mà bên dân ở bên dân chủ là 211 hay là 214? 213. 214. Dạ, 213. 213. Bây giờ là còn nếu mà vậy còn có 6 thôi phải không? À, cái majority rất là nhỏ mong manh bác bài thi. Đó lúc đó nó nói là cái khả năng mà bình bầu này đó đó mà để mà bên Cộng hòa thắng nó nhỏ đi, cái khả năng nó giảm đi. Cái thứ hai nữa là đến năm 24 đó thì cái khả năng mà Đảng Dân chủ nắm đa số cả thượng viện và hạ viện nó nhiều hơn. À, cái thứ ba nữa những người mà nằm trong đảng chính đó khi mà họ không muốn nguy hiểm đến tính mạng lâu dài có thể bị ám sát hay là bị trù dập một cách thê lương đó, chắc chắn là họ không thể nào bỏ đứng về phía bên dân chủ mà bỏ chung với dân chủ, thì cái cách tỏ cái sự hận thù tức bực mà khôn ngoan nhất đó là rời cái hạ viện hay thượng viện để mà không phải bầu vào trong đó, tại vì mỗi lần bầu mà cử mà có tính cách mà trọng đại ghê gớm và đến vận mệnh của dân chủ cộng hòa đó nó lớn lắm chú, nó gần như là tính mạng của mỗi một người bầu đó, cho nên người nào mà bầu trống đó là cũng chết, bầu cho bên phía đứng về phía bên dân chủ là chiến tranh lớn đó chú, à, là khai chiến có giống như là một cái bản án tử thần đó, bản án tử hình đó chứ không có giỡn đâu, cho nên đợt tốt nhất đó mình không muốn giúp cho cái đứa mà mình ghét mình nó hại mình đó, tốt nhất là mình bỏ không có làm dân biểu đó, cái đó là cái hành động rất là khôn ngoan kêu bằng mà Kevin không bỏ đâu, hắn ta sẽ tiếp tục gây quỹ, hắn ta sẽ tiếp tục trục lợi cho cái vấn đề phải đi nói chuyện này nọ,
Anh sẽ tiếp tục. Trong sáng nay nghe radio nó nói có những cái cách mà một người mà dân biểu mà khi mà từ chức á, có nhiều cách để làm ra thêm nhiều tiền lắm. Cháu nghe không có rành, lúc đó cháu phải trả lời phone cho nhà thương cho nên cháu không nghe cái đoạn đó. Bây giờ phải làm cái research mới được. Thì Kevin McCarthy sẽ, hắn ta cũng thề mà, hắn ta thề là hắn sẽ tiếp tục tranh đấu để bảo vệ cái đất nước Hoa Kỳ này. Cái nước kiến Hoa Kỳ của thằng Kevin McCarthy là thấy có thằng đám Mỹ trắng cực đoan cực hữu cực kỳ kỳ thị, và cái đám mà nó rất là bảo thủ, nó rất là thèm súng và nó chống phá thai triệt để. Kevin McCarthy này nó là, nói chung là cháu không biết hắn ta đi Mar-a-Lago mà Donald Trump đã đưa cho cái sex tape hay là một cái gì rồi đó mà hắn ta phải phải làm một cái lapdog, một con chó săn mà đốn hèn đê tiện mà đáng khinh bỉ. Kevin McCarthy sẽ đi vào lịch sử Hoa Kỳ là một tay chủ tịch Hạ viện mà tạm thời chỉ có được vài tháng mà rất là yếu ớt, rất là nhu nhược, mà rất là bị bully đó chú, bị tấn công, bị trù dập một cách mà gọi là không không đỡ được luôn đó. Mà cái đám 8 đứa hay 10 đứa mà gọi là Freedom Caucus đứng đầu là Scott Perry, và thằng mà có những quan hệ mà mờ ám với lại Putin với lại chuyên môn binh Nga này nọ đó, mà chủ trương là tạo ra email này nọ để phối hợp hành động vấn đề, mà những cử chỉ đơn giản thằng đó đã bị tịch thu cái cell phone và sẽ bị truy tố đó chú. Hắn ta phải kết hợp, phải là nhân tội giống như thằng Kenneth Chesbrough đó, để mà khai khống ra thằng John Eastman, Donald Trump, chứng tỏ là John Giuliani này nọ. Thì nói tóm lại, từ đây đến 24, sáng nay cháu có nghe đài CNN một người nào nói, ông có nói với cái sự phẫn nộ, một cái sự lo lắng. Ông nói tôi từng là một người bình tĩnh. Tôi đã trải qua bao nhiêu chục năm trên nước Mỹ này tôi thấy, nhưng mà chưa bao giờ tôi cảm thấy tôi mất bình tĩnh mà lo lắng như này. Tại vì cái khả năng Donald Trump sẽ người đại diện cho Đảng Cộng hòa là chắc rồi. Cái khả năng Donald Trump thắng là đều có thể hết. Lúc đó nền dân chủ Hoa Kỳ là sẽ bức tử, Donald Trump đứng lên sẽ nắm quyền lực ở trên quân đội sẽ ký những cái oath là phải là trung thành với lại the Commander in Chief là Donald Trump, và anh sẽ đặt cử là 93, chọn những người 93 mà thẩm phán mà liên bang là phải ký cái oath là phải trung thành với lại người tổng thống, chứ không có trung thành với Constitution. Hắn ta đã nói hắn ta khi mà ký tuyên thệ oath, hắn ta không có hứa là sẽ bảo vệ hiến chương, không có defend Constitution gì hết, không phải theo hắn ta nói chuyện đó là, còn sẽ hắn ngày đầu hắn sẽ làm người độc tài chỉ có một ngày, nhưng mà cái đó là nói láo xạo không trả lời thẳng. Mà hắn Chris Hannity hỏi đó, hỏi một đường hắn ta đánh trống lảng nói trên trời đất ta sẽ là người độc tài một ngày để mà đóng cửa biên giới lại và bắt đầu sẽ là khoan dầu mỏ, tiếp tục khoan 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 dầu mỏ đó. Hắn ta nói hay không, thì cái chuyện mà Mike Johnson mà sẽ bị cái đám mà Freedom Caucus mà trút phế để mà không làm chủ tịch Hạ viện là cái đó là có lợi cho Putin cho Trump lắm. Tại vì khi mà Đảng Cộng hòa đó mà nó lộ ra cái điều mà xấu xa bỉ ổi mà khốn nạn mà chia sẻ mà nó không nghĩ đến quyền lợi của đất nước đó, mà nó giết nhau một cách dã man như vậy đó, thì cái Hạ viện nó sẽ bị delay nữa chú hiểu không? Chứ đừng đừng có nói là đừng có lo Mike Johnson sẽ không có tồn tại lâu dài. Đó là cái tụi mà Freedom Caucus nó muốn, cái tụi Freedom Caucus, cái thằng Major Taylor Greene, Matt Gaetz này nọ đó, Scott Perry này nọ đó, như là Paul Ryan này, những đứa đó nó nói thẳng rồi, cái ngày mà Hollywood của mày đó Mike Johnson đã chấm dứt rồi, mày đừng có giỡn mặt nữa. Nếu mày không làm những cái yêu sách mà chúng tao đề ra đó, cực đoan của tao, cái đám mà MAGA mà cực đoan cực hữu mà thượng tôn bạch bào mà kỳ thị cực cùng của tụi nó đó, tụi mà nationalist, Christian nationalist, tụi mày không làm tao là mày sẽ bị trút phế, tao tao sẽ gây khó khăn cho mày. Mà chú nên nhớ nha, Mike Johnson mà bị trút phế đó, chú hỏi coi ai sẽ là chủ tịch Hạ viện đây? Tụi Cộng hòa nó sẽ mang tiếng xấu xa nhục nhã, nhưng mà cái đất nước Hoa Kỳ này lại không có chủ tịch Hạ viện. Mà không có chủ tịch Hạ viện, cái vấn đề mà thông qua những cái dự luật để mà cho đất nước này vận hành, nhất là cái một trong cái 12 cái measure, mà những measure đó là cái ngân quỹ, cái khoản tiền để mà cho chính phủ mà có để mà vận hành đó chú,
Cái đó mà không có vào tháng 1, tháng 1 là hết hạn phải không chú? Ngày Trong 19 tháng 1, tháng 1 ngày phải không? 19 tháng 1, dạ. Đó, thì đất nước Hoa Kỳ sẽ bị thê thảm nữa, mà Ukraine là nó sợ lắm. Hoa Kỳ mà không có ngân phí để mà vận hành á, thì làm sao cái chuyện mà những cái túi mà bảo trợ mà viện trợ quân sự cho Ukraine mà có đây, hay là Do Thái mà có đây, mà đánh lại Hezbollah, lại Hamas hay là tụi Iran. Cho nên cháu là Putin và Trump á, cháu phải làm sao vậy, làm sao cho cái Hạ viện nó là cái vũ khí tàn độc để làm cho đất nước Hoa Kỳ này sẽ bị tê liệt, chú thấy không? Nhưng mà hy vọng là ở hiền gặp lành. Cháu nghĩ là cái gì nó cũng có nhân quả, ác giả ác báo. Cháu nghĩ là đất nước Mỹ này hy vọng là sao không đến hồi mà mạt kiếp như vậy. Vâng, cái đó, cái Mike Johnson và Hạ viện là chỉ một trong những cái chiến trường mà Putin với Trump nó thả ra để mà làm hại nước Mỹ, quý vị ạ. À, nó còn Hamas Israel nữa, Ukraine nữa, Kosovo nữa, còn đông bên Nam Nam Á, bên bên Taiwan nữa, ok, bên Philippines nữa, bên bên Bắc Hàn nữa. Bắc Hàn nó sẽ quậy để mà chia chí, để mà cho những người mà gốc Tàu này nó làm sao mà ở đây mà đã từng bầu cho ông Biden đó, nó sẽ giận ông Biden để mà không bầu cho ông Biden. Mà nó không biết khi mà một lá phiếu mà không bầu cho Biden đó, nó là gián tiếp bầu cho Donald Trump, tại vì không đủ 270 lá phiếu chỉ đoàn thì Hạ viện nó sẽ bầu, thì mỗi tiểu bang là một lá phiếu, thì số lượng tiểu bang Cộng hòa là 26 27 tiểu bang, nó sẽ nhiều hơn, nó thì Donald Trump sẽ làm tổng thống, nước Mỹ sẽ đến hồi mặt vận, quý vị. Dạ vâng. Bây giờ thì qua sự trình bày của bác sĩ, chúng tôi xin phép được dừng ở đây và cũng xin kính chúc quý vị sau khi nghe đài có một giấc ngủ bình an, và cũng xin quý vị hỗ trợ bằng cách là subscribe, like và share chương trình, và chúng tôi xin kính chào hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Chào bác sĩ Ngô Bá Định. Cháu có điều rất là bức xúc trong vấn đề mà ấm ức đó, là cái những đứa mà bệnh nhân đó, mà con của cán bộ mà làm lớn ở bên Việt Nam, giờ nó cũng nói thẳng với cháu luôn là xin lỗi bác sĩ, nếu mà tụi em mà đi bầu, tụi em mà lấy người của công dân, tụi em cũng bầu cho cái đứa mà độc tài để mà nó giúp cho bố của em mà ông bà của em bên đó tiếp tục làm tổng, Nhưng mà cái thì thành phần đó cái nó đáp ít lắm, không quan là cái không tâm không đâu hết bác sĩ. không, thì phải cháu mới nói khi cái đám Việt Nam mình ở Bel Air với lại Bô Sa này chú, cái đám Việt Nam này hay là một số đám Việt Nam còn Việt Nam á, chửi chửi Đảng Cộng sản Việt Nam, tại vì nó không cho mình chấm mút, nó không cho mình ăn ké, tại vì mình không được lợi, tại vì mình không có đảng viên đảng phái, không có được dự phần mà ăn chia chác với tụi nó, cho nên cái máu của nó là máu độc ác, cái máu của kẻ mà bất nhân vô đạo đức. Nó làm sao mà thay đổi Đảng Cộng sản để thay vào một cái thằng độc tài để mà phục vụ đánh tàu đuổi Mỹ, đập Mỹ đen mà đi Hồi giáo thì nó hay đem là đương trừ thuế, hay là đương trừ thuế mà tránh cái bệnh phá thai, hay là cái đám đó là cái đám mà Christian, mình là đạo, có đạo mà mình phải đưa cái đứa nào mà nó có đạo chứ, còn mấy chuyện khác tôi không care. Mấy đứa là không có, hay là lỡ đọc Fox News rồi, Ngô Bá Định ơi, Fox News rồi nó sắp nó đền 1 tỷ, 1 tỷ tao biết là nó nói láo, con cáo nói láo, nó xạo lòi đuôi, nó phải đền 1 tỷ, nó còn phải đền thêm mấy tỷ nữa cho tụi Smart Tactics nữa. Tao không được biết mà tao đã lỡ tới này, Ngô Bá Định ơi, cái người Việt Nam mày không biết là Ngô Bá Định, ông hoàng trong tao là mày, tao mà đã đi 80% cùi là tao không có sợ lỡ nữa. Tao đó bây giờ tới đây mà tao mà tự nhận lỗi, tao không có cái kiểu mà bể khổ vơ bầu bến mà quay đầu là thấy bến, tao không có chuyện đó nha Ngô Bá Định. Tao đã đi tới đây rồi, mày đừng có mà hòng mà thay đổi tao. Chỉ cái nào đóng nắp hòm lại tao mới tự nhận tao sai. Tao đã đi cái slope này gọi down sloping đó chú. Đến là 80-90% rồi là tao không bao giờ quay đầu lại. Tao không có theo lời ông Phật. Mấy Đời người là đã bể bị bệnh khổ, rồi quay bác đầu sĩ là sẽ ơi, thấy mấy đấy. người Tao đã không có bị muốn bệnh là rồi quay đầu có thiệt. Tao chỉ muốn thay thế cái đám Cộng sản Việt Nam, nước Mỹ này là cái thằng độc tài, thằng đó là trong bất nhân vô đạo đức, dâm đảng, đê hèn, đê tiện, cái tụi mà thù dai thù vặt, ăn gian nói dối, láo xạo mà phi dân chủ. Phải kiếm một thằng độc như vậy đó để mà thay cái đám cộng sản đó, để mà nó đánh tàu đuổi Mỹ, đập Mỹ đen, đi Hồi giáo mà trừ thuế cho tao. Tao có con cháu nó lấy Mỹ trắng mà, thì tao phải làm sao cho nó gần Mỹ trắng chứ, còn tụi mà nâu đen tụi nó đâu có gần Mỹ trắng như tụi mình được. Tụi mình là mà da vàng thì mũi trắng nó cũng coi mình đỡ hơn những người đó. Cháu nói thẳng là hơi 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 lô nha, nhưng mà đó là tâm lý của những đứa mà đi vòng vòng ở ngoài đường Bô Sa ở bên Bel Air đó chú, Dạ cứ vâng. nghĩ mình là Mỹ trắng.
mà nó bản chất tụi nó chửi cộng sản, nhưng mà nó chỉ muốn thay vào đó là cái đứa cũng độc tài độc ác, độc đảng, chuyên chế chuyên chính, thuận thao thì sống, khác với tao là tao xơi mày liền, trừ mày liền. Bản chất của bọn nó đó hả, cũng độc tài độc ác, không khác gì cộng sản. Nó chỉ muốn thay cộng sản bằng cái bản chất của nó để mà nó có trục lợi thôi, chứ bản chất nó không biết dân chủ là gì hết, không biết cái lòng nhân là gì hết, Vâng, không biết vâng. cái nhân bản, nhân nhân văn là gì hết, không biết cái tự do, cái quyền, cả quyền của một công dân được bầu cử như nào, được nói tiếng nói như sao. Tụi nó không có biết cái đám đó, cái đám mà gọi là tướng lãnh gì ở đây, mà bộ trưởng gì ở đây, đám mà nhà mà kinh tế gia, hay là những người mà sĩ quan về cao cấp, hay là bọn họ bản chất của họ cũng là độc tài thôi à. Nó muốn thay cái đảng cộng sản Việt Nam bằng cái đám độc tài, giống như nó cũng độc đoán, độc quyền, độc ác và đầu độc tư tưởng, cũng giống như vậy à, không Dạ khác gì vâng, dạ hết. vâng. À, cảm ơn bác sĩ. À, thật sự thì cái văn thành phần đó đó, thật sự họ Không họ nhiều hả chú? tính cảm đó, chẳng qua chỉ là một chiêu bài tự sướng thôi, bởi vì À chính họ đúng. họ cũng nuôi dưỡng ở mầm mắm của độc tài mà. Đến Dạ giờ vâng. đi phò một cái người độc tài, một người kỳ thị mà cho rằng là mình chấm cảm, thì cái chuyện đó nói cho tự sướng thôi. À, thôi thì mình biết vậy, nhưng mà mình nói hoài thưa bác sĩ. Thôi xin kính chào và hẹn với bác sĩ trong chương trình lần tới. Vâng. Xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại chương trình tuần tới. Dạ.